thiệu với các bạn. Hôm nay mình học tiết 44, bài thực hành số 8, hoàn thành bài trình chiếu và hiểu động. Trong bài thực hành này mình chỉ làm một cái bài tập số 1. Nội dung bài số tập số 1 ở sách giáo khoa trang 107 là thêm hiệu ứng động cho bài trình chiếu. Trong tiết 43 trước á, thì các bạn đã học được cách là tạo các hiệu ứng cho bài trình chiếu. Thì vận dụng cái nội dung kiến thức hôm bữa trước mình học, mình sẽ làm bài tập số 1 sau đây. Ở đây các bạn lưu ý là cô sử dụng cái con trỏ có cái đầu mũi nó to màu vàng để các bạn dễ quan sát ha. Rồi, đầu tiên là mình phải mở lại cái bài tập thực hành số 7 hôm trước mình đã làm. Bạn cố gắng quan sát kỹ trên màn hình ha. Cô mở lại đó, cái bài hôm trước, bài số 7 của mình là bài Hà Nội đó. Rồi, việc đầu tiên là mình mở cái bài trình chiếu đã lưu ở bài tập số 7 ra. Bạn nhớ nha, làm tới đâu là cô bôi màu vàng tới cái dòng chữ đó để biết mình đã thực hiện. Rồi, bước thứ nhất là để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, thì việc đầu tiên là bạn sẽ chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. Bước 2 là mở giải lệnh, chọn kiểu hiệu ứng. Bước 3 là nhảy lệnh application trong nhóm timing. Rồi, gồm có 3 bước đó trước. Bạn lưu ý là nếu như bạn muốn mà áp dụng các kiểu hiệu ứng cho tất cả các trang thì mình sẽ nháy cái nút lệnh, còn nếu không thì thôi nha các bạn nha, chỉ thực hiện cho trang mình chọn thôi. Rồi, giờ các bạn quan sát cô thực hiện. Đối với trang số 1, hiệu ứng, tầng hiệu ứng 1, các bạn thấy cô nhìn thử lại tầng hiệu ứng 1, từng cái nút ở trong cái dãy transition đúng không? Nhớ nha, cái apply to on đó bạn. Đó, apply to on này nè, là bạn chỉ dùng khi mà muốn áp dụng các kiểu hiệu ứng chuyển cho mọi trang chiếu của bài. Cô bôi đậm lại lần nữa cho các bạn nhìn nha. Cô mới đang áp dụng chỉ mới có trang số 1. Rồi, bây giờ cô dùng cái apply to on này cho các trang còn lại. Các bạn thấy ở các trang còn lại có dấu sao y nhau không? Đó. Rồi, mình kiểm tra nha. Ban đầu chỉ có một trang số 1 có thôi ha. Giờ sau khi cô dùng cái lệnh apply to on đó thì tất cả các trang còn lại có cái hiệu ứng y như trang số 1. Rồi, bây giờ cô chỉ chọn thực hiện ở trang số 1 hiệu ứng. Đó, thì cô không sử dụng cái lệnh apply to on nữa. Vậy thì đó có nghĩa là chỉ có trang số 1 là chọn hiệu ứng push thôi. Đó. Hoặc là cô muốn chọn trang nào thì cô sẽ đánh dấu trang đó riêng. Để kiểm tra thì các bạn có thể nhấn cái nút slide sau ở phía dưới thành trạng thái. Ngoài ra như cô nói là trong cái nút lệnh more ở cuối cái dãy lệnh transition đó, nó có nhiều cái hiệu ứng ở bên trong, bạn có thể mở để làm thêm. Rồi, bây giờ cô trình chiếu cho các bạn xem. Đó, tất cả các trang cùng chọn một cái hiệu ứng nên bạn thấy là ở các trang các hiệu ứng xuất hiện y như nhau. Rồi, tiếp theo bước 2, chọn và áp dụng một số hiệu ứng chuyển khác cho các trang chiếu cho bài trình chiếu. Như vậy để thay đổi một vài hiệu ứng với tốc độ xuất hiện khác nhau, em có thể thực hiện theo các bước. Bước 1 là chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. Bước 2 mở giải lệnh transition.
Trong nhóm Timing, em có thể tùy chọn cách thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển. Ví dụ như các bạn quan sát nhìn đây, bây giờ duration này á, thì các bạn thấy đang có 1.50, có nghĩa là 1 giây rưỡi, 1,5 giây đó. Rồi, duration là thiết lập thời gian hiệu ứng chuyển. Ví dụ mình đã mặc định là 2 giây để tốc độ nó vừa phải và dễ quan sát. Còn one moment là các bạn lưu ý là tùy chọn này thì trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện khi nháy chuột. À, bạn lưu ý ha, khi bạn chọn cái one moment này là chỉ có lít chuột thì nó mới chuyển qua trang tiếp theo thôi. Và after có nghĩa là chọn, tùy chọn này và lập thời gian để tự chuyển động trang sau một thời gian khi trình chiếu. Và nháy nút này để biểu diễn ha. Thì các bạn quan sát nhìn đó, hiện nay đang đặt 1 giây 25, 1 giây. Còn bên đây là đó, tăng cái nút lên 1. Tra cái hiệu ứng đó. Ví dụ ở cái trang đầu tiên, cái tiêu đề Hà Nội này của cô chọn cái hiệu ứng slide. Rồi đó, bạn thấy có mỗi lần làm thì cô hay nhấp chọn từng cái hiệu ứng một để bạn nhớ. Rồi bạn quan sát thấy cái sự xuất hiện hiệu ứng của chữ Hà Nội chưa? Cái đó khi chỉnh chiếu. Như bạn nhận xét là cái trang số 2 nó không có hiệu ứng giống vậy, đúng không? Vậy bây giờ cô muốn cái trang số 2 nó có cái hiệu ứng giống vậy thì mình làm sao ha? Rồi, tiêu đề giống nhau nè. Bây giờ cô sẽ làm các tiêu đề giống nhau. Rồi, hồi nãy chữ Hà Nội làm sao thì bây giờ chữ nội dung cô cũng thực hiện như vậy. Hoặc có thể bạn chọn cái hiệu ứng khác. Nhiều lắm các bạn có thể tùy chọn. Nhưng mà bây giờ mình là do bài thực hành của mình, vẫn phải lưu ý rằng